Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Nãy giờ Khải bạn đã cũng kim rồi là không soi anh em xem được độ em ơi. Và ngày hôm nay thì trận đánh thứ 6 của Khải cầm mặt con Long Down. Thì những ngày trước thì top 15, 16, 19, 20 rồi có hai trận bị out game. Hôm nay thì Khải được top 7 cho anh em xem độ nha. Đây nè. Nói chung là hôm nay là Khải giết được 99 mạng, gần 100 mạng theo yêu cầu. Khải muốn lấy 100 mạng mà chưa lên nổi nè. Mà top 7 thôi. Rồi tử vong 19 lần anh em không? Con Long Down cầm đâu chứ bao nhiêu đâu. Mình đứng ở sâu nữa nè. 19 lần rồi liên chạm được 26, được một cái liên chạm 26 đẹp quá. Đúng rồi, cố gắng giữ liên chạm là lên top thôi nè em ơi. Rồi anh em ơi cho anh em xem đồ nha. Nói chung thì đồ Khải thì cũng nói chung là cũng bình thường em ơi, vừa rồi được cái mặt nạ này, khán cảm 10 này, mới được cái mặt nạ nè em ơi. Rồi, sẽ đồ Khải thì 80 chón. Đây. 80 chón này, 40 chón này. 40 chón này. Đó. Rồi 80 chậm. Đó. Đó. Rồi cái đao. Dây chuyền. Áo. Áo thì áo không banh được, cái đao sinh lực cao. Nhẫn thì lá sức mạnh sinh lực cao. Nhẫn này thì lá kháng lôi sinh lực. Và ngọc bội này lá kháng lôi sinh lực cao. Nói chung thì sẽ đồ Khải thì đợi Khải coi thì cho anh em xem Khải mua bao nhiêu nha. Cái đao này thì Khải mua 1 triệu khá rẻ. Nón này thì Khải mua 1,5 kim thôi. Kim rưỡi thì 100k. Rồi đai lưng này thì Khải mua 8 kim. Thì hồi 8 kim thì nó khoảng tầm 600.000. Rồi bao tay này thì Khải mua 400.000. 6-5 kim hơn. Rồi cái đôi giày này Khải mua 7 kim thì khoảng tầm 7 kim tầm 500.000. Nói chung là đao 1 triệu, rồi đai lưng với cái giày là khoảng 1 triệu nữa đây, 2 triệu. Bao tay. Bao tay da chìm này Khải mua 200k. Áo này Khải mua khoảng 100k. Nói chung là tổng sẽ đồ Khải hơn 2 triệu thôi em ơi. Hơn 2 triệu một tí. Rồi, cái nhẫn này Khải mua 3 kim 200.000. Top 7 như Việt Lê, hôm nay top 7 như Việt Lê ơi. Đó, ngọc bội này Khải mua 1 kim rưỡi, nhẫn này Khải mua 1 kim rưỡi. Thì kim rưỡi là 100k nè, cái này 100k này, cái này 100k này. Đó. Rồi nói chung đa số 100k, 100.000 Việt Nam đồng nè. Rồi bao tay này Khải mua 400.000. Nói chung là tổng sẽ đồ này là khoảng 2 triệu rưỡi nè mày, 2 triệu rưỡi. Rồi. Đó, Khải như vậy anh em. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Duy Khải một like chia sẻ chơi ủng hộ chơi nè mày, và Khải sẽ đánh tống kim vào 21 giờ hàng ngày nha anh em. 21 giờ hàng ngày nha mọi người. Anh em xem mà đừng quên tối lại ghé kênh YouTube Duy Khải Gaming cũng như là ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi và cũng như là ủng hộ video like cũng như là đánh tống kim tham gia vui nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bây giờ Khải đi tống kia đi thiên phong đội với bang này em ơi.